tôi trục xuất người Mỹ về được. Ai trốn sang thì đành phải nuôi họ. Và mỗi năm chúng tôi tốn 100 triệu để nuôi 50.000 người Mỹ đang tị nạn. Ngàn Canada, tuyên truyền chính trị ở đấy, bị trục xuất tuyên truyền chính trị ấy. Quý vị mới đọc tin một phụ nữ Việt Nam có 4 đứa con sinh 4 đứa con tại Mỹ, ở Mỹ 17 năm, bây giờ vẫn bị trục xuất về nước. Tại vì bây giờ quý vị cũng nhớ rằng là sang Mỹ không có an toàn, bởi vì ông Donald Trump là ông moi móc bất cứ những người nào mà phạm pháp là ông trục xuất liền. Mà ngày xưa là quý vị, bây giờ tôi lấy thí dụ một người bạn, một người em tôi đây là nam ca sĩ Trường Vũ hay là Ngọc Hạ, bao nhiêu năm ở Mỹ không có chịu vào quốc tịch vì lười, bây giờ phải vội vàng chạy vào quốc tịch liền, bởi vì nếu ở trên đất Mỹ mà quý vị phạm pháp mà không có quốc tịch là đưa ra cho ông tống về liền. Ngày xưa các tổng thống trước đó thì đã ở trên đất Mỹ rồi là thôi, chỉ cần cái thẻ xanh không cần quốc tịch, nhưng bây giờ không có quốc tịch rất là nguy hiểm, bởi vì ông đưa ra cho ông tống về. Thành ra bây giờ bao nhiêu người sống ở Mỹ mà phải chạy sang Canada. Và quý vị ơi, quý vị hình dung cái lại này đi, nó không có thấm gì với bên Canada chúng tôi. Tháng 12, tháng riêng, tháng 2, tháng 3, 4 tháng đó, người Mỹ trốn sang Canada thì họ băng cái rừng, họ vượt những cái cánh đồng, họ tránh những cái trạm hải quan. Thành thế là khi mà họ vào đến một cái nơi ấm áp thì nó lạnh tóng hết, cho nên là có nhiều người rụng mất một vài ngón tay, hoặc có người rụng mất cái tay, bởi vì nó lạnh quá mà họ không có cảm giác gì cả. Để thấy là cái sự hy sinh người ta vượt biên giới để sang Canada như thế nào. Cô Kỳ Duyên có nghe cái chuyện này, cô nói anh sống ở Canada 40 năm, nó lạnh quá anh phải cẩn thận, cái con lại xem anh có rụng mất cái gì hay không. Thì cho quý vị là cô Kỳ Duyên là lúc nào cũng chỉ nhắm cô chọc coi thôi. Thưa quý vị, thì bây giờ như thế này, chúng tôi sống ở Canada, tôi có giấy tờ, có nhà cửa, có đủ mọi thứ ở Mỹ, tại vì trung tâm chính gia là ở Mỹ, bảo lãnh tôi qua. Nhưng mà 27 năm tôi nhất định tôi không qua, tôi cứ ở Canada. Cho đến bây giờ thì tôi mới thấy là hợp lý, tại vì những người Mỹ lại trốn sang bên này chúng tôi. Đó là chuyện của Canada. Bây giờ sang cái chuyện của nước Đức, quý vị đây. Tôi đi trên hai quốc gia mà tôi cảm phục, đó là nước Nhật và nước Đức.